CDB 135 giá 11.800. Đây là một model được sản xuất cuối 2017, được nâng cấp từ sản phẩm đàn anh của nó là CDB 130. Thì CDB 135 cũng sử dụng một cái nguồn âm thanh của piano đó là Adler. Thì nguồn âm thanh này thì nhiều bạn cũng chưa có thể nào hình dung được nguồn âm thanh này sẽ như thế nào. Mình xin giải thích cặn kẽ như sau. Nguồn âm thanh AHL là nguồn âm thanh được Casio lập trình sẵn với các mẫu nhạc cụ thông qua những kỹ thuật số của Casio ghi lại bằng những công nghệ kỹ thuật số tiên tiến nhất của Casio. Và nguồn âm thanh này có khả năng tái tạo lại tất cả các những nhạc cụ mà người ta gọi là sampler, là nó sẽ có cái độ mịn nên các bạn nghe rất là tự nhiên dưới dạng gọi là sóng âm thanh. Đó là cái công nghệ AHL của Casio tích sẵn trong cái cây CDB 135 này. Bây giờ mình sẽ thử tiếng piano trên cây CDB 135 để các bạn có thể cảm nhận được sự tái tạo một cách siêu tự nhiên ở cây CDB 135 với nguồn thanh AHL này. Đơn điệu là một, phước điệu là từ 2 trở lên. Tức là Casio này có thể chơi rất nhiều bè, nên các bạn thoải mái, những bạn nào mà chơi cùng thu ấy, chơi nhiều bè để mình kết hợp thành một bài nhạc. Còn các bạn muốn biết phước điệu là gì thì mình sẽ cho các bạn nghe những bài nhạc sau đây. Đó là những bài nhạc phước điệu. Phím piano của Casio là phím chất lượng nhất. Vì sao? Bởi vì Casio sẽ bảo hành cho bạn tới 2 năm, mà các hãng khác là không bao giờ bảo hành 2 năm, các hãng khác thì cũng sẽ bảo hành cho bạn 1 năm. Thêm vào đó là Casio tích cho các bạn cái mức độ nhạy phím, nó sẽ có 3 mức độ cho bạn. Cái mức độ đầu tiên là mức độ 1, bạn chơi có cảm giác âm thanh nó hơi nhẹ. Giác nặng hơn nên các bạn cần nhiều lực hơn một chút để quýnh ra những cái tiếng piano lớn hơn. Mức độ 3 là các bạn phải sử dụng nhiều lực để các bạn có thể tạo những âm thanh. Nếu mà các bạn chơi chuyên piano thì các bạn nên để mức 3 để có những sắc thái âm thanh theo ý muốn của mình. Những cái song nhạc được sẵn trong CDB 135 này thì Casio rất là hạn chế, chỉ tích hợp cho mình sẵn 10 bài thôi để cho mình đủ để mình nghe. Khi mình cảm thấy nhàm chán mình tập piano, mình có thể bật những song nhạc này lên để mình nghe và tạo ra cảm hứng cho mình khi mà mình tiếp tục tập sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm thực tế. Mình sẽ trải nghiệm trên cây CDB 135 để các bạn có thể cảm nhận được cái mức giá khoảng 11.800 mình có nên đầu tư cái này không, để cho các bạn có một cái quyết định đúng đắn hơn. Bây giờ mời các bạn theo mình nhé.
cơ bản của cây CTP135 này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mình có thể tạo ra những âm thanh khác hơn. Tức là mình có thể tạo một tiếng piano, mình có thể thêm reverb hoặc truss vào để cho cái tiếng nó lạ hơn. Bây giờ mà các bạn cùng theo dõi với mình nha. Ở đây mình sẽ chọn cái tiếng piano. Và bây giờ mình ở bên đây nó có cái phần reverb này. Nó có 10 chế độ reverb cho mình. Cái này là mình có thể thêm vào trong cái tiếng piano đó những cái hiệu ứng reverb tùy theo mức độ mà mình thích thôi. Cái tiếng reverb này các bạn quýnh những âm cao thì bạn nghe sẽ rõ hơn. Đây mình sẽ thêm reverb vào. Cho 10 luôn. Đấy các bạn nghe, mình thêm vào nó có cảm giác như là nó mênh mang vậy đấy. Tiếng reverb nó tạo cho mình cảm giác mênh mang vậy đấy. Rồi thêm giờ mình sẽ tạo thêm cho cái tiếng piano nó sẽ lạ hơn tí. Mình thêm thằng truss vào. Đây là tiếng piano nha các bạn. Mình thêm một cái hiệu ứng reverb và truss vào thì nó sẽ thành một cái tiếng khác này. Đấy. Còn ví dụ như mình xài tiếng piano điện thì sao? Thì mình chọn tiếng piano điện thôi. Mình sẽ tắt hết thằng truss đi. Đây là tiếng piano điện. Bây giờ mình sẽ thêm một tí reverb. Nó tạo cho mình cái tiếng nó mềm đi. Đấy. Đấy là một số chức năng của cây CTP135. Thì với cái điều kiện khoảng chừng 10 triệu mấy hoặc là 11 triệu thì các bạn đầu tư cây này là nó vô địch rồi. Còn cái cây P45 của Yamaha là mình chưa có trải nghiệm nên mình cũng chưa có biết. Thì theo mình nghĩ á, cái giá trên mạng nó đang là 10 triệu mấy. Yamaha thường thường nó sẽ bán gời nha các bạn. Chân sẽ đi chân và đàn ra đàn sẽ bán gời. Nếu bạn mua đàn, bạn không mua chân cũng được, không sao hết. Nhưng mà mua cái đàn mà không có cái chân thì nó kỳ lắm. Với cái cây Casio CTP135 này thì các bạn có thể trải nghiệm tất cả những cái gọi là học piano ấy. Thì cái này mình trải nghiệm dư, nó nhiều quá rồi, nó nhiều hơn là cái chức năng piano rồi. Nên các bạn có thể học tập thêm. Ngoài ra cái CTP135 này nó sẽ có phía sau đó là đầu computer MIDI để cho các bạn làm phòng thu ấy. Các bạn xử lý là lấy cái đầu này để ghim vào cái sào cạc để mình làm phòng thu.